sekarang anaknya di sini. Ya, mama, mama, papa. Ya, mama, papa ini bên Mỹ. Oh, bên Mỹ. Sống ở đây thôi. Dạ. Ừ. Ông bà ở đây sống ở đây khoảng đến khoảng 15, 16 năm gì đó. Thì sau đó cái trại tị nạn này mới đóng cửa luôn. Dương Thị Ngọc Lợi quê ở Đồng Tháp, còn ở bên đây là ở Sài Gòn. Chắc ông bà là vợ chồng với nhau hay sao á. Bùi Thị Năm quê ở Kiên Giang, đa số là từ Trần Điệu năm 1993. Sau một hành trình dài từ đất nước Singapore, quốc đảo Singapore, thì Bùi Hồ đang có mặt tại đảo Ba Tam của đất nước Indonesia. Hay đi qua đất nước Indonesia này, Bùi Hồ sẽ giới thiệu cho cô bác quý chị về một cái cộng đồng người Việt một thời gian đã từng sinh sống ngay tại đất nước Indonesia, đảo Ba Tam đó, Ga Lăng. Và để hiểu thêm về điều đó, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ đi thêm một đoạn nữa để đến Ga Lăng, ngay tại đất nước Indonesia. Với một cái quãng đường khá là dài từ Việt Nam bay sang Singapore, sau đó đi tàu hơn một giờ đồng hồ, thì sáng ngày hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái nghĩa trang người Việt tại đảo Ba Tam, nước Indonesia. Các ông bà cô chú là người con gốc Việt đi tìm một cái mảnh đất mới. Chú ông bà là những thuyền nhân đi bằng những cái chiếc thuyền như thế này để sang tìm những cái mảnh đất mới để có thể đổi đời. Thì có những cô chú đã sang tận từ trời Tây, và có những cô chú không may mắn lại mãi mãi nằm yên nơi một cái đất khách quê người. Thì Bùi Hồ cùng với anh em cũng muốn đến đây để thắp hương cho những cô chú, ông bà đã không may mắn trong cái cuộc hành trình đi tìm một cuộc sống mới ở một cái vùng đất mới đã yên nghỉ tại nơi này. Thì bây giờ thì ở đây thì có tất cả là hơn 500 phần mộ, có cả người lớn, những cái em nhỏ đã nằm mãi mãi nằm xuống tại nơi này. Đi quanh một vòng cái nghĩa trang này để quay cho cô bác quý anh chị thấy về những cái nơi an nghỉ của các ông bà, gồm có cả cô chú ông bà là đạo Công giáo nè, Phật giáo nè, rất là nhiều người ở đây, và có cả những người ở Sài Gòn, ở miền Tây đã nằm nghỉ mãi mãi tại nơi này. Bây giờ Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ đi giếng một dòng cái nghĩa trang người Việt tại đất nước Indonesia nha. Xúc đầu tiên khi mà đặt đến đây thì thấy những cái người Việt mình mất ở một cái nơi xa như vậy thì như thế nào nha? Hôm qua nay thì em với anh Hồ cũng có chia sẻ với nhau rất là nhiều, anh em có tâm sự. Thì thực sự khi mà vượt một hành trình dài á, mình chỉ đi từ thành phố Hồ Chí Minh thôi, là anh đã thấy hành trình của mình đi bằng những cái phương tiện rất là hiện đại mà cũng đã vất vả rồi đúng không? Mất mười mấy tiếng đồng hồ, 2 ngày rồi. Thì mình cứ tưởng tượng là từ Việt Nam mà đi cái đường biển á, bằng những cái con tàu rất là thô sơ của bà con mình đi ngày xưa đó, thì phải nói là nó muôn trùng sóng gió luôn. Và khi mà ở nơi đất khách quê người này á, thì bà con mình lại không may là nằm xuống ngay tại đây luôn. Và đây là rất nhiều những phần mộ bà con của mình. Thì hôm nay các anh em đến đây á, cũng với một lòng là viếng thăm lại những đồng bào ngày xưa. Cũng có mua đến đây một ít bánh, bánh trái như thế này nè. Thì nói chung là bằng cái tấm lòng của mình. Ở đây thì mấy anh em có thấy là có một cái miếu của ngài thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì có lẽ thì tất cả những bánh trái này mình sẽ sắp ở đây. Còn bằng cái tấm lòng của mình chia sẻ đến với tất cả đồng bào luôn. Mình sẽ đặt ra một ít bánh. Theo như chú Tony chia sẻ thì khoảng hơn 500 người Việt. Thì mình nghĩ là cái số lượng mà 200 mấy chục ngàn người Việt mà từ bên Việt Nam tập trung tại trại Ga Lăng thì số 500 là một con số rất là nhỏ, và thậm chí là mình ước chừng là nó còn nhiều hơn so với cái con số hiện giờ. Nhưng mà có lẽ là có những người mà họ mất rồi không quy tập ở đây. Xung quanh cái khu này thì rất là rộng nha, phải điều khiển xe ô tô đi khoảng 30 phút mới hết cả cái khu này. Và gần đây thì mọi người tập trung lại quy hoạch lại một khu để cho một cái lượng khách vào đây viếng rồi tham quan nữa. Và khi mà đặt chân vào đây thì mình mua một cái vé rất là rẻ, khoảng 3.000 rupiah. Thì đổi ra tiền Việt Nam mình nó chưa được 10.000 đồng. Đó là chi phí dành cho những cái người quản trang nè, những người chăm sóc ở đây, họ quét rác, rồi chi phí vận hành điện nước rồi đó. Thì mình nghĩ cái giá này rất hợp lý. Và hàng năm thì chắc có lẽ là cũng có người thân nhân đến thăm, cho nên mình thấy ở đây cũng có là những cái nhang nè, thậm chí có những cái phần mộ được sơn phết rất là mới. Còn có những cái phần mộ mà mình thấy vô danh luôn.
em Nhân cùng với thầy Trúc Phương cũng có một kế hoạch sang đây để cúng những cái người người mất ở tại trại Ga Lăng. Nhưng mà do là 2 năm qua là dịch bệnh, Indo thì cũng vừa mới mở cửa đi thôi à. Xong rồi nè. Hôm nay thì ba anh em tụi con cũng đến đây cũng xin được thắp nén nhang cũng như là cúng bánh trái cho các vị nằm ở đây. Các vị cũng là những đồng bào người Việt vì thời cuộc cho nên nằm lại nơi xứ người này. Thì hôm nay các em con tới đây cũng viếng thăm và thắp những nén nhang ấm cúng này. Mỗi người 3 cây đúng không? Rồi bây giờ chắc các em mình chia nhau đi. Mình chia nhau mình thắp đi ha. Thắp ha. Để đi hết cái trại Ga Lăng này thì phải mất gần một ngày, cực kỳ rộng. Và điểm đầu tiên mà mấy anh em đến đó là nghĩa trang. Và sau đó thì đi xung quanh những cái kỷ vật và những cái chiếc thuyền mà rất là nhiều người lên lên trên mặt biển cách đây khoảng mấy chục năm trước. Bây giờ thì mình chia nhau đi nha. Ở đây thì rất là nhiều các phần mộ, thì có cả những cái phần mộ á vô danh, không có tên tuổi cô bác quý anh chị. Khi mà thắp những cái nén nhang cho các phần mộ các cô chú ông bà như thế này nè, thì cũng mong rằng là hương hồn của các ông bà sẽ được an nghỉ, siêu thoát. Và tí xíu nữa đây thì sau khi thắp các phần nhang cho các ông bà xong á, thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị mà mang trong mình một cái dòng máu Việt an nghỉ ở một cái nơi xa xôi như thế này. Ở đây thì các phần mộ của các ông bà thì gồm có Phật giáo nè, thậm chí là có ở bên đây là có ngôi mộ của ông hay bà gì đó, là một người gốc Hoa nên để tiếng Hoa luôn. Đây, như các phần mộ như thế này nè, không có tên tuổi gì hết à. Các phần mộ ở đây là các ông bà cô chú là theo đạo Công giáo. Rất là nhiều các phần mộ thì các anh em phải chia nhau để mà đi thắp nhang cho các ông bà ở đây. Tổng cộng thì
có hơn 500 phần mộ của các ông bà là Việt Kiều, của các ông bà là người Việt an nghỉ tại một cái đất nước xa xôi như thế này, đó là ở đảo Batam của Indonesia. Này thấy có cả cái bàn ghế nữa. Cái này là ở trong này là xi măng nên cắm nhang cũng khá khó. Còn rất là nhiều phần mộ luôn. Thôi chắc có lẽ là với cái tấm lòng của mình đó, thì thắp hương cho những cô chú ông bà là người Việt Nam an nghỉ tại một cái đất nước xa xôi như thế này. Ở đây thì có một cái nghĩa trang mà hàng ngàn người ngã xuống. Và kế bên mình là chú Tony đúng không ạ? Dạ. Hồi xưa là chú làm ở đâu ạ? Tony, dạ. Hồi xưa là làm ở đây. Làm ở đây? Xem cao ế, làm nhà máy được. Nhà máy đường Ga Lăng 1. À, trước đó là làm nhà máy đường Ga Lăng 1. Cái người ta đi hết nè, 1996. Năm 96. Dạ. Yeah. Như vậy thì trại Ga Lăng mình được hình thành từ năm bao nhiêu ạ? Berapa tahun ya? Iya, iya betul. Iya, người ta là ada 16 năm. 16 năm. Open this game eh, mà kém mà ngày 1 January, ngày 1 tháng 1 1980. Ngày 1 tháng 1 năm 1980. À, mà kém ha. Dạ. Kém close 1996. 1996. 96 là đóng cửa. À, đóng cửa kèm. Vậy thì hoạt động được 16 năm. Ở đây thì chú biết thống kê khoảng bao nhiêu người đang yên nghỉ ở đây không ạ? À? Nên là berapa semuanya? Yang ada ini 535.000. 535.000. Iya. 535.000. 535. Ya? Hơn 535 người. Dạ. 535 người. Dạ. 535 người. Dạ. Ở đây thì có những cái phần mộ nào mà nhân tiện này thì chú có thể dẫn tụi con đi một vòng tham quan được không ạ? Phật gặp đây. Abang boleh bantu saya pergi ke tengok yang orang berapa bisa ditengoknya semuanya gitu lah. Ya. Dạ. Dạ. Chú có thể giới thiệu con từng cái phần mộ để một cô bác anh chị được rõ. Jadi selama di sini 16 tahun. Total pengungsi. Bisa bahasa Vietnam. Mulai lanjut lah. 56 ha. 16 năm người ta ở đây ha. 16 năm. Người Việt Nam xem người Campuchia. 250.000. Việt Nam, Campuchia. Giống nhau. 250.000 apa? 250.000. Udah meninggal. Semuanya total 16 tahun. 250.000. 200. Haicam ya? Haicam. 215 ya? 50.000. Oh, 260 người. 250 người. Ya. 250.000. Ya. Ya, 250 người. 250 người sao thế? 250 người là ở đây nè. Mấy sau năm. Sống. Hết tất cả ở đây luôn á, mà sao nắm. Udah meninggal hay masih hidup? Masih hidup. Masih hidup? Masih, còn sống. Udah termasuk yang meninggal lah. Còn sống. Jadi, 250.000. 250.000. Udah pergi kemana? Ada lah, kita ke program KW. Kita di Dengke. Di Up, di Mi, di... Còn sống nhưng mà đã đi. Đi đăng cơ luôn. Có nghĩa là ý nghĩa ở đây. Và từ Việt Nam mà qua đây rất là xa nha. Và không biết là hàng năm á, những người thân của những phần mộ này họ có đến thăm không ạ? Ba không?
kurang paham. Ada orang yang keluarga pergi ke sini sembahyang, ada? Ya. Yeah. Ada. Bayar ha? Aku ngeta ada di kum di sembahyang ha? Ya, tapi orang itu bukan saudara kan? Bukan saudara. Orang biasa. Yaden, biasa. Yaden, Yaden kau ngeta. Yaden. Oh. Yaden. Family. Bây giờ chắc nhờ chú dẫn con đi một vòng để tụi con khái quát hết cái khu vực nghĩa trang này được không ạ? Boleh bantu bawa pergi ke jalan tengok. Boleh, boleh. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Mời chú đi trước ạ. Jalan đó. Khi mà vừa đến mọi người có thể thấy là một cái tấm bảng tưởng niệm trước những cái người đồng bào Việt Nam đã tử nạn trên cái đường đi vượt biển. Và có những cái phần mộ gần như là không có tên. Mà ở đây chắc lẽ là khu vực này là tập trung giữa người Công giáo và kể cả những người theo đạo theo Phật giáo nữa, thậm chí có người Hoa nữa kìa. Mình không biết là ở đây bà con xuất phát từ các tỉnh thành nào ở Việt Nam là chính. Đây là chắc là phần mộ mới lập nè, làm lại nha, mới làm lại. Con người ta tại Sài Gòn vậy. Con nhỉ? Dạ. Con. Đây là mất từ năm 1983. Yeah. Tức là trại tị nạn được hoạt động hơn 3 năm là có người qua đây thì bị mất. Người ta mất trên cái đường vượt biển hay là người ta mất ở về đây người ta bệnh đâu à? Sakit apa? San. Bình san à? Yeah, jadi sakit melahirkan. Melahirkan kan lahir anaknya meninggal. Đẻ xong rồi người ta chết. Đẻ người ta chết. Không người ta chết. Phần mộ này thì 11 tuổi, chắc là bé này còn nhỏ quá nè. Berapa tahun ya? Tak sampai setahun lagi. Berapa tahun ini? 11 ya. San ha? San ngay. San tại Sài Gòn năm 1972. San tràn. Oh, lahirnya di Saigon ini. Oh, lahir di Saigon, lahirnya di Vietnam lah. Lahirnya di Vietnam, sorry. Jadi lahirnya Vietnam bawa ke sini? Iya. Oh, dia dehnya Saigon, nhưng mà nó dẫn con nó qua đây. Sinh sống gia đình ở đây. Đi tàu. Family ở đây. Đi tàu. Mama papa kita. Oh, jadi papa kita tak ada lagi. Langsung mama sama bapaknya ke sini. Oh, jadi sekarangnya tiga anak aja. Sekarang anaknya di sini. Jadi mama papanya. Ya, mama masih... papanya Ben Mỹ. Oh, Ben Mỹ. Đang ở đây thôi. Dạ. Rồi mình đi lên trên này luôn ha. Yeah. Chú tên đi. Một số phần mộ thì gần như không có tên. Cho nên là trên bia thì không có đầy đủ dữ liệu thông tin. Có phần mộ của chú kia thì quê ở Long An, rồi ở Sài Gòn, phần lớn là ở Sài Gòn, Bình Dương. Phần mộ này như thế nào vậy chú tên đi? Phần mộ này thì thông tin dữ liệu cũng không nhiều. Nguyễn Quốc Vương. Nguyễn Ngọc Phương. Mất năm 84, tức là chắc là về trại tị nạn này mất. Nên là đờ chết ở đây ha. Chết ở đây. Ở đây thì con nghe kể bà con kể là có những cái phần mộ mà khi mà người ta mất ở trên cái chiếc thuyền á, người ta về đây ta mất. Kapang. Kapang. Orang pergi ke ferry kapang itu meninggal. Itu di mana? Makam yang ada di sini. Iya. Ini kita hitung yang meninggal di sini aja. Tidak termasuk meninggal di kapal. Oh, mấy người mà người ta chết ở đây là chỉ có chết ở đây thôi chứ không có đi thuyền mà chết ở đây. Còn những người mất ở thuyền thì có không chị? Jadi kalau orang meninggal dari kapal, tak ada. Kalau meninggal di laut banyak. Ya, di mana? Kapalnya tenggelam di Natuna. Oh. Di Natuna ada Sim-sim, Vietnam juga. Sim-sim, sim-sim ke Neko, Aban Natuna. Dia. Amat belum lah kita awak Indo ah. Indo, Aban Malay, Aban Thailand. Oh, nó có nhiều nhưng mà nó chia ra nhiều khu. Khu này là những người mất những ở đây. Người mất ở đây không phải là người mất ở trên tàu. Dạ. Còn khu mất trên tàu là trên này. Gã đà, trên này không có. Không có. Không có.
thôi. À, ở đây thì không biết là hồi đó thì bà con người Việt mình sống sao chú Tony? Kamu yang dulu yang orang belum meninggal itu dia hidup ke mana orang Vietnam itu? Ya. Hết tất cả là ở đây luôn á, 16 năm á. Dạ. Indo là làm sim sim kawe. Kawe. Dạ. Nika. Kawe biết kawe không? Yeah, in ASEAN. They work together, the Indonesian government work with United Nations. About the process, làm việc từ program Việt here. Nam qua bên Indo giống như là bên mình mà không thích làm việc ở Việt Nam thì mình qua bên Indo mình kiếm việc sống gì đó. Thì nó bỏ xứ đi á, cũng giống vậy đó. Rồi bỏ xứ đi qua đây thì không biết thì sao thì người ta cái tới số thì chết thì cũng giống vậy đó. Vậy là bao nhiêu nghĩa trang như thế này ở khu vực Ga Lăng? Oh, sini berapa kayak gini? Semuanya. Ya. Sebenarnya tadi bacam. Enam ya. Enam ba milam. Oh, enam ba milam. Enam ba milam người. Năm trăm ba mươi lăm người. Em hỏi là bao nhiêu khu á? Yeah. Bao nhiêu khu á? Sao mai kayak gini? Semuanya. Orang udah begi kayak gini juga. Iya. Iya. 535 phần mộ. Tức là sẽ nằm rải rác á. À, sẽ nằm rải rác trong khu này. Semuanya sini 50. 500 lebih. Ở đây không nè. Semuanya dari sini sana. Yeah. 535. 535 người. Bây giờ mọi người muốn hỏi gì không? Mới sau năm để cho chúng ta tiện. Năm 16 năm làm gì cái này? Jadi rencana sekarang ini dirawat oleh BP Batam. Người này là bây giờ là làm gì ở đây là giống như là vệ sinh là những cái khu mộ mà người ta đã qua vậy đó. Ở Việt Nam thì gọi là người quản trang á, tức là người chăm sóc mộ phần á. Trong coi nghĩa trang á. Còn ở đây là Việt Nam Samoa, là những người nằm nghỉ đây là toàn là Việt Nam không? Chị hỏi là họ chú là có bao nhiêu cái nghĩa trang giống như vậy của người Việt Nam á? Chú nói một cái đây. Khu này nè, nằm đây đấy. Semuanya di sini orang udah meninggal, semuanya di sini 53 di sini aja semuanya. 535. Ya semua. Ya, no. Tức là như thế này, ở khu này thì đang tập trung hết là hết cả ở đây luôn 535 người. Cũng là những thiện nhân nhưng mà họ sinh sống bên đây, họ mất ngay tại đây. Bên là bên đấy á, con người ta chờ bệnh sốt rét, bệnh tim, bệnh tim bệnh tum tum nhá. Người ta đi tàu á, mát á. Ở nơi đây thì có bao nhiêu trường học, bao nhiêu bệnh viện và bao nhiêu chùa, nhà thờ? Chị hỏi gì? Sini ada berapa sekolah? Yeah. Ada berapa tempat sembahyang? Ở đây là có cung á. Cung Muslim. Đạo Phật. Đạo gì nữa? Catholic. Đạo Chúa. Đạo Chúa. Christian. Christian, Catholic, Islam. Có ở đây luôn. Có. Hết ở đây có. Apalagi satu tadi? Satu lagi apa tadi dia tanya tadi? Christian. Sekolah. Oh, sekolah. Ngita ada lah kau di hab. Tin An, Tin Vit, Tin Pap, Tin Dek. Apa guru bahasa Inggris? Guru. Teacher. Apa guru. Apa bahasa Inggrisnya? Teacher. Ada Thayau. Thayau. Thayau lah kau ben Mei, ben Up, ben Kanada, ben Indolung, University. Yes. Sem-sem dengan Vietnam lung. Kita wadai, kita teacher, pada teacher lung. Faksi ko. So you know many profesi. Profesi itu apa? Profesi. Apa itu? Profesi they have skill. Skill? Skill, you know skill? Skill. Tiếng Anh này đó, skill nha bạn. You know skill? Yeah. This skill they have a teacher, special for pharmacy, and then doctor, doctor a farmer. Yeah, many skill. Theo như chú chia sẻ là ở đây khi mà trong những 16 năm trại tị nạn Ga Lăng ở đây hoạt động á, thì mọi người đều được học tập nè, rồi được học tiếng ngôn ngữ ở một số quốc gia để trước khi mà thẩm vấn để đi sang nước ngoài. Còn ở đây thì an sinh xã hội, phúc lợi thì cũng khá là tốt. Và bây giờ thì chắc là mấy anh em mình sẽ đi một vòng xung quanh nghĩa trang ha. Các anh em cũng mới vừa thắp hương xong, cô bác quý anh chị.
như ở đây có một cái phần mộ rất là trẻ. Một cái em này mà có cô ở cái chú Tony á, Quảng Trang là nói sinh tại Sài Gòn năm 72, từ trần năm 1983. Có nghĩa là sau khi sinh tại Sài Gòn xong thì đi sang những cái nước mới để tìm một cái cuộc sống mới, thì nằm an nghỉ tại đây luôn. Và chỉ hưởng dương 11 tuổi. Nghe chú gần lì gia đình của em này ở Mỹ và mới về lập mộ lại tại đây. Đây là những cái phần mộ của các phần em bé nhỏ nè. Đây là phần mộ của ông bà quê ở Bến Tre. Hưởng thọ 60 tuổi năm 1994. Và ở đây đều từ trần ngay tại chỗ này luôn. Và do một số cái như là bệnh sốt sốt rét nè, những cái bệnh thông thường, và các ông bà lưu trú ở đây với một cái thời gian cũng khá là lâu trước khi đi vào một cái đến một cái vùng đất mới nữa. Cộng đồng người Việt tị nạn Ga Lăng, đồng Phụng Lập. Ở đây phần mộ này thì có nghĩa là các ông bà ở đây đã nằm xuống vô danh. Có nghĩa là người ta sẽ không biết tên tuổi luôn. Nên một cái cộng đồng người Việt ở trại tị nạn này đã lập cho những cái phần mộ như thế này. Rất là nhiều các phần mộ mà không có tên tuổi, gọi là phần mộ vô danh. Thì hôm nay các anh em chỉ muốn đến đây để mà thắp một cái nén hương về những ông bà cô chú là người Việt Nam đã an nghỉ tại nơi đây. Giuse Nguyễn Đức Thuấn quê ở Ninh Bình. Còn ở đây là ở Nha Trang. Ông bà ở đây sống ở đây khoảng đến khoảng 15-16 năm gì đó. Thì sau đó cái trại tị nạn này mới đóng cửa luôn. Bùi Xuân Tùng, 23 tuổi. Cái chú này có thể là trong cái quá trình mà đi tàu qua tìm những cái vùng đất mới đó thì đã mất luôn. Và gia đình tàu QD06 lập mộ. À, ở đây có cả một cái tên người mất, năm sinh tại Sài Gòn, từ trần năm 1993. Này là mộ của ông bà này là theo đạo Phật, có hình chữ vạn ở trên kia kìa. Và ông bà mất là chắc có lẽ là do bị đắm tàu á, do bị chìm tàu á, thì ông bà mất luôn. Đến Ga Lăng năm 1990. À, có nghĩa là đi đến Ga Lăng rồi thì tại đảo Ba Tan này thì ông bà mất vì do bệnh tật hay như thế nào đó. Đây là một cái phần mộ của ông, khá là to. Có những cái phần mộ to như thế này và có những cái phần mộ rất là nhỏ, và thậm chí là có những cái nấm mộ nhỏ như thế này luôn nè. Đây là đến Ga Lăng, ông bà này cùng mất luôn. Ban cung tàu đồng lập mộ. Đến Ga Lăng năm 1960, đi tàu từ trần năm 1993. Có nghĩa là đến đây thì 3 năm sau. Và mất luôn cô bác quý anh chị. Và quê của Dương Thị Ngọc Lợi, quê ở Đồng Tháp. Còn ở bên đây là ở Sài Gòn. Chắc ông bà là vợ chồng với nhau hay sao á. Ở đây có phần mộ. Năm
sinh năm 93. Tạ Vân mất 16 tháng 1 năm 93. Từ Trần, có nghĩa là đây là một cái phần mộ của một cái em bé cũng năm 93 mới sinh ra, thì em mất ở tại đây luôn. Bùi Thị Năm quê ở Kiên Giang, đa số là từ Trần Điệu năm 1993. Cái khuôn viên này hơn 500 phần mộ, nghe chú Tony chia sẻ thì khoảng hơn 200 mấy chục người được chuyển đi những cái vùng đất mới để sinh sống và lập nghiệp. Có cả những người đã thành công và có cả những người làm một cái công việc rất là bình thường. Có cả những người là bác sĩ, kỹ sư và giáo viên, hoặc là những người làm vườn, làm nông trại. Đây là phần mộ của một bà. Ở đây thì cái phần mộ của bà, bên kia là phần mộ của ông và có hình luôn. Xa quê hương thì nếu như còn người thân á, thì sẽ có người thân ở những cái vùng khác á, thì sẽ có về đây có chăm sóc hương khói và xây lại các phần mộ. Tuy nhiên thì có những người cả gia đình đều đã bỏ mạng, đã mất ở tại nơi này luôn thì không còn nữa, và phần mộ thì lại hẳm hiu quạnh. Hằng ngày thì chỉ có chú quản trang, người quản cái nghĩa trang ở tại chỗ này. Và phần mộ này thì cô bác quý anh chị thấy, có thể thấy là có cả cái cây mọc lên luôn. Vào đây thì cái cảm giác lạnh lẽo, âm u bao trùm đây. Cô bác quý anh chị thì sẽ không nghĩ rằng là một người Việt mà đi với những cái chiếc thuyền rất là bé, và Nguyễn Văn Tài quê ở Hưng Yên, con cháu cùng lập mộ. Và trong nghĩa trang này á, thì mình có thể thấy được rằng có những cái băng ghế được xây lên, vì người ta tin rằng có thể là hương hồn của ông bà có thể còn ở đây và để ngồi đó để tâm sự hay như thế nào đó, cũng không có gần lắm. Quê ở Kiến Hòa. Kiến Hòa chắc là ở Long An đó cô bác quý anh chị. Với hơn 500 phần mộ khác nhau, với những cái nấm mộ, những cái kích thước khác nhau, ở trong nghĩa trang đều nó tạo nên một cái sự lạnh lẽo. Phải nói là cũng lạnh lẽo mà lại đau thương nữa. Rất nhiều cô bác quý anh chị. Và ở đây nè, cô bác quý anh chị sẽ thấy được cái phần mộ có cả cái mỏ neo. Nguyễn Văn Nhu, một cái chắc có lẽ là do mất ở trên cái quá trình mà đi thuyền á, những cái thuyền nhân này đi là do tình hình sóng biển hoặc là do đói, do khát á, do rất là nhiều nguyên nhân thì đã bỏ mạng tại đây luôn. Ở đó có một cái phần mộ có Nguyễn Minh Hiếu Magia, một phần mộ của bà. Cha mẹ lập mộ năm 1993. À, đây là phần mộ của giống như là của một em bé nằm xuống tại đây, thì ba mẹ mới tìm được một mảnh khác, cái cuộc sống ở một cái nơi khác, thì sau đó cha mẹ mới về đây lập mộ cho con mình tại ngay ga lăng này.
cộng đồng người Việt Nam lập mộ với hơn 500 phần mộ nằm rải rác, nằm ở trong cái nghĩa trang này, thì ước chừng á là khoảng ước chừng là khoảng hơn 200 phần mộ là vô danh, không có tên tuổi. Có những người phải mất ở trên thuyền luôn và người ta cũng không có biết tên. Và có những ông bà cô chú thì mất ngay tại đảo Ba Tam này. Hoặc là có những người mà những người con á nghỉ tại đây thì sau này người ta đã tìm được một cái cuộc sống mới á, thì ta về đây ta mới lập mộ lại. Phần mộ Nguyễn Trần Thị Huê hay Huệ đó, đi một cái tàu Sài Gòn từ Hải Phòng, hưởng thọ 54 tuổi, chồng và con lập mộ. Đây là một bà cụ, bà mất ở đây luôn. Thì chồng và con thì sau này mới về lập mộ cho bà an nghỉ ở tại nơi này. Đó. Hiện nay thì với cái thời buổi công nghệ hiện đại thì phát triển rất là nhiều. Và đối với mình đó thì hạnh phúc nhất là được ở đoàn tụ cùng gia đình, cùng những người thân. Thì các ông bà ở đây, thì các ông bà an nghỉ ở một cái nơi như thế này, một phần nào đó lạnh lẽo, nơi một cái đất nước xa xôi mà lúc ông bà đi thì cũng không có nghĩ là sẽ mãi mãi nằm ở tại nơi đây. Ở đây nó giống như là một cái đồi vậy á cô bác quý anh chị. Và cái nghĩa trang này thì nó nằm chôn cứ rải rác khắp nơi à. Đây có những cái phần mộ thì như thế này thôi à. Hoặc là từ Hà Nội luôn kìa cô bác quý anh chị. Pháp danh Phúc, vợ lập mộ cho chồng mất năm 1984. Không biết rằng là khi mà các ông bà mất ở đây á, thì vào từ năm 80 mấy cho đến năm 94-95 thì các phần mộ á thì được các ông bà an nghỉ tại chỗ này đó. Thì có các phần mộ nó có được giống như bây giờ hay không, hay là chỉ là những cái nấm mồ đất thôi. Và sau này thì có điều kiện thì gia đình hoặc là gia đình chồng con mới về đây để mà lập mộ. Biết đâu ở dưới chân của Bùi Hồ đang đứng ở dưới này là có những cái phần mộ mà chỉ còn bây giờ nó như là bằng phẳng lại luôn rồi. Thì ở đây Bùi Hồ qua đây đến đây với một cái lòng là dịp về Ba Tam này ghé thăm lại lăng mộ người, các ông bà cô chú người Việt đang nghỉ tại đây, để mà thắp những cái nén hương để mà cho những người quá cố an tâm về nơi suối vàng an nghỉ hoặc là sớm siêu thoát. Lê Hoàng Tân sinh năm 1088, mất năm 89, và có nghĩa là một bé trai mới sinh ra thì đã mất luôn. Và gia đình sau này thì mới về đây xây lên một cái nấm mộ khang trang như thế này. Và
in hình một cái cậu bé trai chỉ có 1 tuổi thôi. Đây là phần mộ của một cái bé trai chỉ có 1 tuổi thôi. Rất là nhiều nấm mộ luôn cô bác quý anh chị. Thời tiết của Indo thì cũng khá là nóng. Và nghe ông chú Tony là người quản trang nói á, ở trước đây á thì gừng gú á nên chết một phần là do bệnh dịch đó. Do bệnh dịch rồi gì rồi sốt rét nữa rồi nằm nghỉ ở tại nơi này luôn. Và thôi thì bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng giếng cái phần mộ của các ông bà tại nơi đây thắp hương để mong linh hồn các ông bà sư phó. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý chị lúc sau.